Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Giáo vua con tài dâm hạ Esther 1/10/2009 giữa tháng 11 năm 2009 mới nhất. Trong khi một số mẫu xe của nhà dâm hạ đang giảm nhiệt mạnh, thì cái chiếc vua con tài Esther tỏ ra rất khốc khách và được bán thực tế với mức giá là trên mức giá đề xuất, cao hơn tới 3 triệu đồng. Ở giải phân khúc xe con tài 150c hiện nay, thì Yamaha Exter 2009 là một trong 3 mẫu xe có mặt nhất thị trường Nam, cùng với cái chiếc Honda Winner và Suzuki Raider. Thế nhưng phải thừa nhận rằng Yamaha Exter 150/2009 vẫn đang rất hút khách. Điều đó được minh chứng ngay ở cái mẫu xe này vẫn không hề giảm nhiệt từ lúc ra mắt thị trường Nam từ tháng 8 đến nay. Cái điều đáng chú ý, nhiều mẫu xe khác của nhà Yamaha đang có dấu hiệu là giảm giá, thì ông vua con tài Exter có mức giá bán ra tại các lý cao hơn hẳn mức giá niêm yết của nhà sản xuất. Trong khi đó, Yamaha Exter phiên bản kỷ niệm 20 năm được cho là có mức giá bán trên cao nhất, lên tới là 3.500.000 đồng so với mức giá đề xuất. Phiên bản Movistar cũng có mức giá bán thực tế trên cao, và phiên bản Exter RC CB cũng trên từ 2-3 triệu đồng so với mức giá đề xuất. Để giúp những bạn sau clip có những thông tin tham khảo mua sắm, chúng tôi sẽ cập nhật cái bản giá mới nhất của Yamaha Exter 110/2009 tại thị trường Việt Nam bên dưới đây. Yamaha Exter 110/2009 phiên bản RC mức giá đề xuất 47 triệu đồng, giá lý từ 50-51 triệu đồng. Yamaha Exter 110/2009 phiên bản CB mức giá bán lẻ đề xuất 47.500.000 đồng, giá lý là 51.000.000 cho đến 51.500.000 đồng. Yamaha Exter 110 phiên bản Movistar mức giá đề xuất 48 triệu đồng, giá lý là 51.000.000 đến 51.500.000 đồng. Yamaha Exter 110/2009 cái bản kỷ niệm 20 năm mức giá đề xuất 48 triệu đồng, giá lý từ 52.000.000 đến 53.000.000 đồng. Lưu ý, giá thực tế còn tùy thuộc vào từng lý và khu vực. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này hay là kế tiếp. Nhớ like, share, subscribe.